Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga săn phẳng một loạt cứ điểm tại quốc, Ukraine tổn thất nặng nề Nga tấn công hàng loạt cứ điểm Ukraine tại quốc, đồng thời tập kích lực lượng dự bị của Kiev ở biên giới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 9 tuyên bố không quân Nga đã tấn công vào cứ điểm của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh quốc. Các đơn vị không kích hỏa lực pháo binh vào hoạt động chiến đấu của quân đội Nga đã gây thiệt hại cho những điểm tập trung quân và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 61 và 115 xe tăng 17, lữ đoàn tấn công đường 080 và 95, cũng như lữ đoàn phòng thủ 129. Ngoài ra, Nga cũng tấn công lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga. Lực lượng Ukraine đã vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào vùng quốc hôm 6 tháng 8 khi bắt đầu mở chiến dịch tấn công lãnh thổ Nga. Máy bay tiêm kích bom Su-34 đã tấn công và phá hủy điểm tập trung binh lính và thiết bị quân sự của lực lượng Ukraine tại quốc. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 13.100 quân ở mặt trận quốc kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích. Nga đột phá rất nhanh trên mặt trận Kurakov. Lực lượng Kiev bất ngờ thực hiện các hành động tấn công tiếp theo ở biên giới Nga-Ukraine theo hướng Kurukova. Hướng Kupian, quân đội Nga bằng các cuộc đột phá mãnh liệt và đã tiến đến làng Petropavlika, nằm ngay trước thành phố. Họ vẫn đang tấn công rất tích cực và tiếp tục ném bom lượn xuống khu vực này. Tại New York thuộc vùng Donetsk, có thông tin cho rằng lực lượng Moscow đã hoàn toàn chiếm lại được các vị trí đã mất. Trong khi ở Torres, bộ binh Nga cũng có thể tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố. Mặt trận Kurakov hiện cũng đã được Nga kích hoạt hoàn toàn và có bước đột phá lớn khi Nga tiến được 8 km trong một cuộc tấn công cơ giới và chiếm làng Hoche ngay trước Kurakov. Cuộc tấn công này cũng khiến các vị trí ở Masivnyklytska gặp nguy hiểm do có nguy cơ bị bao vây một phần. Ukraine tháo chạy, nga truy kích ở Chasovya. Chiến dịch phản công ở quốc vẫn tiếp diễn. Quân đội nga đang ở Liubimovskaya. Theo một số báo cáo, các khu định cư khác cũng đang bị họ tấn công tích cực phía đông rút ra lực lượng moscow cũng đã phản công tại Bokhi. để ngăn chặn cuộc phản công của đối phương quân đội ukraine đang can thiệp theo hướng của bằng một mũi đột kích mới hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng kiev đang ở ngoài ô oborochka trên bản đồ Ta có thể thấy các cánh quân Nga đang tiến từ ba phía Bắc, Đông và Tây. Điều đó thể hiện rất rõ quyết tâm của họ là chia cắt đội hình Ukraine thành nhiều phần nhỏ ở phía Bắc vành móng ngựa theo các đường nét đất màu trắng. Một khi những mũi phản công này gặp nhau, quân đội Nga sẽ bao vây truy quét đối phương một cách triệt để. Phía Bắc cho sốp ra, quân đội Nga đã chiếm thêm các khu vực dọc theo kênh đào. Xa hơn về phía Nam, gần Ivan Iska, quân đội Ukraine cũng cho là đang từ bỏ vị trí của họ ở phía đông kênh đào và rút lui đến các vị trí phòng thủ tốt hơn, theo một số blogger quân sự cho biết. Tại Poprocker, lực lượng kế ép tại làng Ukraine đang trong tình trạng nguy cấp. Quân đội Nga đã tiến lên từ phía bắc và khu định cư hiện đã bị bao vây một phần. Theo các nhà quan sát quân sự Ukraine, quân đội Nga đã chiếm được phần lớn ngôi làng. Về phía Olenda, Vodiana, lực lượng Moscow tiến về phía tây Vodiana và chiếm được một khoảng một nửa khu phức hợp công nghiệp. Tiên tuyến vẫn diễn ra giao tranh ác liệt. Ukraine mất hàng loạt vị trí ở Bắc Chasovsa. Kênh Redova cho biết lực lượng Moscow đang tấn công thọc sườn Chasovsa và xâm nhập vào trung tâm thành phố. Cụ thể, trong thời gian qua, quân đội Nga cho ra đã tiến về phía bắc tiểu quận ostia Baki. Các binh sĩ của họ đi dọc theo các đường Teveto-Chenya và Slovenia đến Rupnikovaya. Việc tiến xa hơn bị cản trở bởi tòa nhà trường học số 17 nơi Ukraine biến thành công sự. Ở phía bắc thành phố, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Grigorkovka. Quân đội Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ Kalinovka, tuy nhiên họ vẫn còn giữ khoảng 600 mét nữa cho đến khi chiếm giữ hoàn toàn khu định cư. Sau khi chiếm được ngôi làng này, lực lượng Moscow có thể bắt đầu cuộc tấn công vào trại trẻ em bị bỏ hoang, Druba và tòa nhà lâm nghiệp gần đó từ nhiều phía. Đồng thời, việc chiếm được cứ điểm này sẽ tăng cường sức mạnh cho cánh bắc của các đơn vị Nga trong thành phố. ông zelensky lên tiếng về việc trì hoãn viện trợ của mỹ trong bài phát biểu vào tối 14 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Mỹ thực hiện các thỏa thuận về nguồn cung cấp viện trợ quân sự mà không chậm trễ. Ông nói, tôi đã có cuộc họp với một phái đoàn gồm các nghị sĩ Mỹ. Điều quan trọng ở mọi cấp là phải thông báo đầy đủ cho các đối tác về nhu cầu của chúng tôi, về lập trường của chúng tôi. Điều quan trọng là mọi người, đặc biệt là các quốc gia như Mỹ, phải thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi một cách thực sự nhanh chóng. Điều này phải được cảm nhận ở tiền tuyến. Mọi sự chậm trễ trong các gói viện trợ quân sự đều có hậu quả tiêu cực ở tiền tuyến. Mọi nguồn cung cấp thực sự kịp thời và nhanh chóng đều có tác động tích cực. Tôi đã thông báo cho các nghị sĩ về tình hình hiện tại và triển vọng. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các cuộc họp tại Mỹ, ông Zelensky nói. Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo Washington sẽ không thể đứng ngoài khi một cuộc xung đột hạt nhân nổ ra ở châu Âu. Mới đây trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24, hôm 13 tháng 9, ông Anatoly Antonov, đại sứ Nga tại Mỹ nói: "Điều khiến tôi quan tâm là chúng tôi đã nói hàng trăm lần rằng không thể có chiến tranh giữa các cường quốc hạt nhân, đặc biệt là giữa Mỹ và Nga và sẽ không có bên nào chiến thắng." Nhưng ở Mỹ, họ đang đắm chìm trong ảo tưởng rằng nếu một cuộc xung đột nổ ra, nó sẽ không lan rộng tới Mỹ. Tôi vẫn cố gắng truyền đạt luận điểm này cho họ rằng Mỹ sẽ không thể đứng ngoài cuộc xung đột như vậy, cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục cảnh báo, hãy ngừng chơi đùa với những lời lẽ như vậy. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm Washington chưa sẵn sàng đàm phán với Moscow về vấn đề Ukraine. Cảnh báo của quan chức Nga về nguy cơ chiến tranh hạt nhân được đưa ra trong bối cảnh Ukraine yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài nhằm cho Kiev sử dụng những vũ khí này để tấn công lãnh thổ của Nga. Trong chuyến thăm Mỹ gần đây, các quan chức cấp cao Ukraine được cho là đã cho phía Mỹ xem danh sách các mục tiêu xa hơn trong lãnh thổ Nga mà Kiev muốn tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, khi cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đại diện của các nước NATO nên nhận thức được họ đang chơi trò gì. Theo ông Putin, Nga đang theo dõi chặt chẽ các kế hoạch như vậy. Trước đây, Tổng thống Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022 rằng không nên tìm cách ngăn cản Nga Quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Washington và các đồng minh vẫn gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp xe tăng, tên lửa tiên tiến và máy bay chiến đấu F-16. Theo một lãnh đạo nga, ông Medvedev, thì bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ và các mục tiêu của nga sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh thế giới ông cho rằng phương tây sẽ mắc sai lầm chết người nếu nghĩ nga không sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại ukraine ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia thù địch bằng vũ khí hạt nhân chiến lược